Xin chào quý vị và các bạn đã đến với chương trình trên kênh YouTube Cuộc sống hôm nay của chúng tôi. Những thông tin hữu ích sẽ được chúng tôi cập nhật để gửi tới quý vị ngay sau đây. Nga dọa tấn công cơ sở quân sự Anh. Moscow cảnh báo sẽ tấn công cơ sở quân sự Anh cả trong và ngoài lãnh thổ Ukraine nếu Kiev dùng tên lửa Luân Đôn viện trợ để tập kích Nga. Bộ Ngoại giao Nga ngày 6 tháng 5 tuyên bố đã triệu đại sứ Anh Nigel Cassey để bày tỏ phản đối kịch liệt với tuyên bố gần đây của Ngoại trưởng David Cameron về việc Ukraine có quyền dùng vũ khí Anh tập kích lãnh thổ Nga bộ ngoại giao nga cho hay đã nói với ông kassay rằng phát ngôn của ngoại trưởng cameron mâu thuẫn trực tiếp với đảm bảo trước đó của anh rằng tên lửa hành trình tầm xa họ chuyển cho ukraine sẽ không được dùng để tập kích lãnh thổ nga trong mọi tình huống theo cơ quan này phát biểu của người đứng đầu bộ ngoại giao anh đã thừa nhận anh trên thực tế là một bên tham gia xung đột Đại sứ Kachay được cảnh báo rằng Nga có thể tấn công bất cứ cơ sở và thiết bị quân sự nào của Anh trong hoặc ngoài lãnh thổ Ukraine nếu Kiev dùng vũ khí Anh tập kích lãnh thổ Nga, Bộ Ngoại giao Nga cho biết. Trong chuyến thăm Ukraine ngày 2 tháng 5, Ngoại trưởng Cameron tuyên bố Anh sẽ viện trợ 3,74 tỷ USD mỗi năm cho Ukraine, đồng thời khẳng định Kiev hoàn toàn có quyền dùng vũ khí Anh cung cấp, trong đó có tên lửa tầm xa Storm Sado để tập kích mục tiêu trên lãnh thổ Nga. Bộ Ngoại giao Anh bác thông tin đại sứ cách Say bị phía Nga triệu tập, cho hay ông chỉ gặp các quan chức Nga để trao đổi về ngoại giao, trong đó ông tái khẳng định sự ủng hộ của Anh với Ukraine. Bộ Ngoại giao Nga ngày 5 tháng 5 cũng thông báo đã triệu tập đại sứ Pháp Pierre Levy vì những tuyên bố ngày càng hiếu chiến của giới lãnh đạo Pháp và thông tin nước này ngày càng can dự vào xung đột tại Ukraine. Nỗ lực của Pháp nhằm gây ra một số bất ổn chiến lược cho Nga thông qua tuyên bố vô trách nhiệm về cử binh sĩ phương Tây tới Ukraine sẽ thất bại. Nga sẽ đạt mục đích và mục tiêu của chiến dịch quân sự đặc biệt, thông cáo có đoạn. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron ngày 2 tháng 5 cho biết, nước này có thể triển khai binh sĩ đến Ukraine nếu lực lượng Nga vượt qua phòng tuyến và Kiev đề nghị giúp đỡ. Theo ông Macron, các tuyên bố về triển khai binh sĩ tới Ukraine là hồi chuông cảnh tỉnh chiến lược với lãnh đạo phương Tây nhằm đối phó khả năng Nga tiến xa hơn nếu đạt được mục đích chiến dịch ở Ukraine. Sau thất bại của chiến dịch phản công quy mô lớn năm 2023, quân đội Ukraine lui về giữ phòng tuyến với tổng chiều dài lên đến 2.000 km, trong lúc Ukraine vẫn đối mặt với tình trạng thiếu đạn dược và nhân lực. Nga đẩy mạnh tiến công trên nhiều khu vực, giành được nhiều khu đô thị và dân cư, trong đó nổi bật nhất là thành trì Avdiivka. Nga ra tối hậu thư quân sự cho Anh cảnh báo về tập trận hạt nhân. Moscow cảnh báo sẽ trả đũa các mục tiêu của Anh ở Ukraine hoặc nơi khác nếu Kiev sử dụng tên lửa do Luân Đôn cung cấp để tấn công lãnh thổ Nga. Đại sứ Anh tại Nga Nigel Kassay tuần này đã được triệu tập tới Bộ Ngoại giao Nga sau phát biểu của Ngoại trưởng Anh David Cameron với Reuters rằng Ukraine có quyền sử dụng tên lửa tầm xa do Anh gửi để tấn công sâu vào lãnh thổ Nga. Ông Kassay đã được cảnh báo rằng nếu Ukraine sử dụng vũ khí của Anh tấn công lãnh thổ Nga, Nga có thể tấn công đáp trả vào bất kỳ cơ sở và thiết bị quân sự nào của Anh trên lãnh thổ Ukraine và hơn thế nữa, Bộ Ngoại giao Nga thông báo. Theo Bộ Ngoại giao Nga, những tuyên bố của Ngoại trưởng Anh trên thực tế cho thấy đất nước của ông là một bên trong cuộc xung đột. Bộ Ngoại giao Nga nói thêm, Nga hiểu những bình luận của Ngoại trưởng Cameron là bằng chứng cho thấy sự leo thang nghiêm trọng và xác nhận sự tham gia ngày càng tăng của Luân Đôn vào các hoạt động quân sự bên phía Kiev. Bộ ngoại giao Nga kêu gọi đại sứ Anh nghĩ về những hậu quả thảm khốc không thể tránh khỏi từ những bước đi thù địch như vậy của Luân Đôn, đồng thời ngay lập tức bác bỏ một cách dứt khoát và rõ ràng nhất những tuyên bố khiêu khích của những người đứng đầu bộ ngoại giao. Tập trận theo lệnh tổng thống Nga. Bộ quốc phòng Nga hôm 6 tháng 5 thông báo về một cuộc tập trận sắp diễn ra nhằm kiểm tra khả năng triển khai vũ khí hạt nhân phi chiến lược. Bộ Quốc phòng Nga cho biết, cuộc tập trận này được tổng thống Vladimir Putin phát lệnh sau những tuyên bố khiêu khích và đe dọa của các quan chức phương Tây. Phó chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev cho biết, các cuộc tranh luận ở phương Tây về khả năng triển khai quân đội NATO tới Ukraine cũng như việc phương Tây tích cực khuyến khích Kiev sử dụng tên lửa do phương Tây cung cấp để tấn công toàn bộ lãnh thổ Nga là lý do Moscow tiến hành tập trận hạt nhân chiến thuật. Cựu Tổng thống Nga cảnh báo Moscow sẽ phải đáp trả đề xuất triển khai binh lính phương Tây tới Ukraine. Ông Medvedev tuyên bố đòn đáp trả này không chỉ xảy ra ở Ukraine, mà trong trường hợp đó sẽ không còn nơi ẩn náo nào ở đồi Capitol, điện Elysi hoặc số 10 phố Drowning. Theo ông Medvedev, tình hình hiện nay có thể so sánh với cuộc khủng hoảng tên lửa Cuba năm 1962. Ông cho rằng giới tinh hoa phương Tây không nhìn thấy rủi ro về tình trạng leo thang căng thẳng hiện nay. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã ủng hộ sự mơ hồ về chiến lược liên quan đến Ukraine, khẳng định rằng ông không thể loại trừ việc triển khai quân tới Ukraine trong một số điều kiện nhất định. Nhiều nhà lãnh đạo phương Tây cho biết họ không có ý định cử binh lính đến chiến đấu với Nga thay mặt Ukraine sau khi ông Macron lên tiếng về ý tưởng của mình vào tháng 2. Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho rằng tuyên bố của Tổng thống Macron có thể xuất phát từ tham vọng đưa Pháp trở thành nước dẫn đầu trong số các thành viên EU. Ngoại trưởng Anh David Cameron nói với Reuters tuần trước rằng Kiev có quyền sử dụng tên lửa do Anh cung cấp để tấn công các mục tiêu sâu bên trong lãnh thổ Nga. Trong khi đó, lãnh đạo đảng Dân Chủ tại Hạ viện Mỹ Hakim Jeffries không loại trừ khả năng Mỹ buộc phải điều quân đến vùng chiến sự Ukraine nếu Kiev bị Nga đánh bại người phát ngôn điện kremlin dmitry peskov cho biết nga đã quyết định tổ chức các cuộc tập trận vũ khí hạt nhân chiến thuật để đáp lại tuyên bố của một số nước nato về khả năng gửi quân tới ukraine theo ông peskov quyết định tập trận được đưa ra sau tình huống leo thang mới và chưa từng có xung quanh cuộc xung đột ukraine họ đã nói về sự sẵn sàng và thậm chí cả ý định gửi lực lượng vũ trang tới ukraine tức là thực sự binh sĩ nato ra chiến đấu với quân đội nga ông peskov nói trong cuộc họp báo Bộ Quốc phòng Nga cũng viện dẫn những tuyên bố khiêu khích và đe dọa chống lại Nga của một số quan chức phương Tây là lý do tiến hành tập trận. Nga nhiều lần nêu rõ học thuyết về hạt nhân của mình. Trong một cuộc trả lời phỏng vấn vào tháng 3, Tổng thống Nga Vladimir Putin một lần nữa nhấn mạnh Nga sẵn sàng sử dụng vũ khí hạt nhân nếu xuất hiện bất kỳ mối đe dọa nào đối với sự tồn tại với độc lập chủ quyền của đất nước. Atifka sụp đổ hoàn toàn, thêm Ahankelsky thất thủ. Trước sự tấn công dữ dội của quân đội Nga, binh sĩ Ukraine rút chạy khiến Ahenkelsky thất thủ. Như vậy, lực lượng Kiev đã rút lui hoàn toàn khỏi tuyến phòng thủ đầu tiên ở phía sau Avdiivka. Giờ sụp đổ sắp điểm ở Krasnohorivka, kênh Military Summary đưa tin lực lượng Moscow đạt được bước tiến đáng kể ở Krasnohorivka, giành được khu công nghiệp quan trọng chiến lược ở trung tâm thành phố. Lá cờ Nga được kéo lên một cách tượng trưng trên một tòa nhà trong khu công nghiệp một sự kiện được chia sẻ công khai. Kênh Riba đưa tin, tại khu vực Donetsk, lực lượng Moscow có những bước tiến đáng kể ở trung tâm Georgievka và khu vực Bobeda. Trong một thời gian dài, hầu như không có cảnh quay nào về các trận chiến ở Georgievka trên mạng. Điều này gây khó khăn cho việc xác định chính xác sơ đồ chiến tuyến ở khu vực này. Tuy nhiên, hóa ra trong giai đoạn này, quân đội Nga thực hiện một số cuộc tấn công rất hiệu quả và mở rộng vùng kiểm soát trong khu định cư và khu vực xung quanh. Nhờ hành động hiệu quả, quân Nga tiến lên đáng kể ở trung tâm Georgievka. Họ kiểm soát hầu hết các tòa nhà trên phố Gagarina cũng như tiến dọc theo phố Senjanaya và Minaya trong khu vực tượng đài và nhà văn hóa địa phương lãnh thổ công ty Sekokhimiya trước đây và một trang trại cũng nằm dưới sự kiểm soát của lực lượng Moscow. Ở phía nam, các nhóm tấn công Nga giành quyền kiểm soát phần đai rừng dẫn đến khu định cư Bobeda. Phía nam Bobeda, quân đội Nga cũng đẩy lực lượng Kiev ra khỏi một số vị trí, nhưng đội hình Ukraine vẫn giữ được khả năng tấn công dọc đường cao tốc O-0532-T-0524. Như trước đây, quân đội Ukraine dựa vào Konstantinovka để phòng thủ. Tuy nhiên, trong trường hợp đối phương tiến quân thành công về phía đông Novomikhailivka và bắt đầu các trận chiến giành Paraskovyevka, tình hình xung quanh Bobeda sẽ trở nên tồi tệ hơn đối với Kiev. Điều này về lâu dài có thể tạo điều kiện thuận lợi cho nhiệm vụ của quân đội Nga. Nga giành Akhan Helsky, Ukraine rút khỏi tuyến phòng thủ đầu tiên. Kênh Military Summary đưa tin, trên mặt trận Bắc Abdiivka, lực lượng Moscow củng cố vị trí tại Metalove và Georivka, theo các báo cáo đáng tin cậy. Hơn nữa, nhiều nguồn tin xác nhận chính thức rằng Ahan Helsky nằm hoàn toàn dưới sự kiểm soát của Moscow. Một đoạn video cho thấy lá cờ Nga trên đỉnh tòa nhà ở cực bắc thị trấn. Kênh Ryadovka cho biết, cuộc tấn công của quân đội Nga tiếp diễn ở phía đông Keramik Novo Kalinovo các phòng tuyến ở Akhankelsky trên mặt trận bắc Abdiivka. Xe tăng thiết giáp Mỹ bị phá hủy ở hướng Abdiivka là bằng chứng quan trọng về việc Kiev phản kích dữ dội nhằm ngăn bước tiến của Nga. Họ cấm sử dụng xe tăng M1 Abrams, tuy nhiên trong 48 giờ qua, liên tiếp ghi nhận thêm thất bại cho thấy Ukraine dùng tất cả những gì có trong tay. Đồng thời, cuộc tấn công của quân đội Nga tiếp tục diễn ra ở cả phía bắc Ocheretino và phía nam, khiến tình hình đối phương theo hướng này trở nên vô cùng phức tạp. Kiev buộc phải rút lui khỏi Akhenhelsky và những trận chiến sắp diễn ra ở Novoborovskoye cách đó không xa. Kênh RV Voluntary đưa tin, trước sự tấn công dữ dội của cụm lực lượng trung tâm Nga, lực lượng Kiev rút lui hoàn toàn khỏi tuyến phòng thủ đầu tiên theo hướng Abdiivka. Các nhà phân tích quân sự phương Tây và Ukraine thừa nhận, theo hướng Borovsky, giao tranh tiếp tục diễn ra ở khu vực Akhankovsky và Netalovo. Ở khu vực Netalovo, quân Nga thành công thọc sâu thêm 250 mét. Tại bắc Soloviovo, lực lượng Moscow tiến dọc theo các phần đai rừng trên khu vực rộng tới 880 mét và với độ sâu lên tới 420 mét. Họ cũng đang tấn công về phía Tây và Tây Nam của ngôi làng cha sếp già bị tấn công dữ dội. Kênh Rezevo đưa tin, cuối ngày 4 tháng 5 xuất hiện nhiều thông tin tích cực về bước tiến của lực lượng Moscow, người Ukraine thừa nhận thành công của đối phương. Các báo cáo chỉ ra rằng quân đội Nga đạt được nhiều thắng lợi ở khu vực Kanan, đặc biệt là ở khu vực các nhà nghỉ cuối tuần ở phía Bắc. Ngoài ra còn có tiến triển ở sườn phía Nam gần kênh Donbass, Donetsk. Phía Ukraine xác nhận tình hình đang xấu đi đáng kể. Kênh cho biết, lực lượng Nga đang tấn công rất mạnh vào bên sườn cha Sếp Gia và tiếp cận kênh đào, giao tranh vẫn tiếp tục diễn ra ác liệt ở khu vực lân cận thành phố. Kênh Slati 71 nhận định, việc giành quyền kiểm soát toàn bộ cha Sếp Gia sẽ mang lại cho Nga khả năng tiếp cận trực tiếp với trục Slavic Ramatos. Từ thành phố trên cao này, quân nga chỉ còn khoảng 10 km là đến Konstantinovka, 20 đến 25 km đến ruskovka và Pramatos, 30 đến 35 km đến Slavians. Đây là chuỗi bốn thành phố lớn lập nên vành đai phòng thủ cuối cùng của Ukraine ở Donetsk. Vì vậy, lực lượng Kiev nỗ lực giữ bằng được Chasovaya. Việc mất thành phố sẽ gây ra hậu quả vô cùng nghiêm trọng. Bộ Tổng tham mưu Ukraine, Nga tấn công dồn dập ở Abdiivka. Ukrainska Rada đưa tin, báo cáo tối 4 tháng 5 của Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết, trong ngày thứ Bảy, 74 cuộc đụng độ đã được ghi nhận. Đặc biệt, theo hướng Abdiivka, quân trú phòng đã đẩy lùi 18 đợt tấn công của đối phương. Báo cáo nêu rõ, tổng cộng, Nga đã phóng 5 tên lửa, tiến hành 56 cuộc không kích và 53 cuộc tấn công từ hệ thống pháo tên lửa phóng loạt. Bộ Tổng tham mưu Ukraine khẳng định lực lượng của họ cơ bản đẩy lùi các đợt tấn công của Nga ở Kubiansk, Liman, Bakhmut, Avdiivka, Novobatlovsky, Orykov và Kherson. Trong ngày, máy bay Ukraine đã tiến hành không kích 7 khu vực tập trung quân nhân, 3 điểm kiểm soát, 2 hệ thống tên lửa phòng không và một kho đạn của đối phương. Ngoài ra, một tên lửa KH-5969 đã bị phòng không Ukraine phá hủy. Các đơn vị tên lửa đánh trúng một điểm kiểm soát, một khu tập trung quân, một trạm radar và một cơ sở quan trọng khác của Nga, báo cáo viết. Báo cáo cập nhật sáng 5 tháng 5 của Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết thêm, trong đêm qua, rạng sáng nay, Nga phóng 24 chiếc UAV Shahed tấn công Ukraine, 23 chiếc trong số đó đã bị tiêu diệt. Viện trợ Mỹ sẽ giúp Ukraine phản công vào năm 2025. Financial Times FT đưa tin Cố vấn An ninh Quốc gia Nhà Trắng Jack Sullivan cho biết Ukraine sẽ tìm cách phát động một cuộc phản công mới vào năm 2025 sau khi nhận được hơn 60 tỷ USD viện trợ quân sự từ Mỹ. Ông Sullivan thừa nhận, Nga sẽ tiếp tục giành thêm những thắng lợi trong thời gian tới trên chiến trường, bất chấp có viện trợ mới của Mỹ đã được phê duyệt tháng trước bởi vì bạn không thể bật công tắc chỉ sau một đêm. Tuy nhiên, ông nói thêm rằng với sự trợ giúp mới từ Washington, Kiev sẽ giữ vững phòng tuyến và đảm bảo rằng Ukraine chống chọi được với cuộc tấn công của Nga cho đến năm 2024. Đồng thời, khi dự đoán kịch bản chiến sự trong năm tới, ông Sullivan lưu ý rằng Ukraine có ý định tiến tới đòi lại lãnh thổ mà người Nga đã lấy từ họ. Ám chỉ về cuộc phản công tiềm tàng xảy ra vào năm 2025. Đặc biệt, nếu tổng thống Joe Biden thắng cử trong tháng 11 tới đây, Ukraine sẽ thuận lợi hơn. FD cũng cho biết thêm rằng bất kỳ cuộc tấn công mới nào của Ukraine sẽ phụ thuộc nguồn tài trợ. Ông Zelensky nghe báo cáo từ quân đội và tình báo Uranska Rabda đưa tin trong bài phát biểu tối 4 tháng 5, Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết ông đã nghe báo cáo từ Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine Alexander Sitsky và người đứng đầu Tổng cục tình báo quốc phòng Kirill Budanov. Ông nói, sáng nay có một báo cáo dài của Alexander Sitsky, bộ tư lệnh báo cáo cụ thể về vị trí tiền tuyến của ta, hành động cụ thể của các đơn vị, phương hướng cụ thể, cảm ơn sự kiên định của mỗi người lính của chúng ta hôm nay cũng có một báo cáo từ người đứng đầu tổng cục tình báo quốc phòng kirin budanov hiện tại chúng tôi đã nhận thức được mọi khía cạnh của tình hình ông zelensky còn kêu gọi mọi người hãy nhớ rằng nga buộc phải để ukraine yên và điều này sẽ xảy ra, sức mạnh của chúng tôi chắc chắn sẽ làm được điều này. Sức mạnh của người dân, sức mạnh quân sự, sức mạnh đoàn kết của chúng ta với thế giới, sức mạnh của các đối tác là sức mạnh ngoại giao của chúng ta. Ông Zelensky nhấn mạnh rằng, Hội nghị Thượng đỉnh Hòa bình Toàn cầu vào tháng 6 sẽ diễn ra và sẽ thành công, bất kể họ cố gắng phá vỡ nó đến mức nào. Pháo đài miền đông bên bờ vực thất thủ, Ukraine căng mình giữ phòng tuyến. Lực lượng Nga đang tiến công mạnh mẽ trên mọi mặt trận, trong khi Ukraine vẫn phải chờ viện trợ từ nước ngoài để tung đòn phản công. Đó là một buổi tối tháng năm hoàn hảo. Daria Kapinska và những người bạn của cô ngồi ở góc sân và chơi bài. Gần đó là trường học của họ. Đột nhiên, một tiếng vù lớn làm gián đoạn trò chơi của đám trẻ. Âm thanh của tên lửa Grad. Vài giây sau là tiếng pháo nổ. Kapinska, 14 tuổi, nói một cách thản nhiên. Hôm nay ồn ào hơn hôm qua cách đó 15 km, quân Nga đang tiến lên. Vào tháng 2, lực lượng Moscow đã giành quyền kiểm soát thành phố Avdiivka ở miền đông Ukraine. Tháng trước, Nga phát động một cuộc tấn công bất ngờ và tràn vào thị trấn nhỏ Ocheretine, một trung tâm đường sắt. Tuần trước, Nga tiếp tục kiểm soát những ngôi làng lân cận. Tiên tuyến ngày càng tiến gần hơn đến Hrodivka, một cộng đồng từng sống yên bình với hơn 1.500 dân, nhưng bây giờ đang trên bờ vực không còn bóng người những đứa trẻ chuẩn bị rời đi. Gia đình cháu đã quyết định vào tuần trước rằng đã đến lúc phải rời đi. Chúng cháu đang thu dọn đồ đạc. Lisa, Sapo và Lava, 17 tuổi nói. Hai năm trước, Lisa và bố mẹ đã chuyển đi sau khi Nga bắt đầu mở chiến dịch quân sự tại Ukraine. Sau đó họ quay lại nhưng lại ra đi. Lần này có thể là mãi mãi. Đồ đạc của họ sẽ được gửi đi trước. Sapo và Lava cho biết muốn học tâm lý học ở trường đại học có thể là ở Kiev. Bạn cùng lớp của Lisa, Maxim Chubrin nói thêm, chúng cháu không vui. Tất nhiên chúng cháu muốn quân đội Ukraine chiếm ưu thế, nhưng cháu là người thực tế. Giống như những người lớn tuổi hơn, các bạn trẻ cũng tham khảo thông tin của Deep State, một ứng dụng tiền tuyến cho thấy những bước tiến trên chiến trường của Nga. Thông tin cho thấy bom của Nga đã đánh trúng hội trường cộng đồng của Hrodipka và thổi bay cửa sổ trường học của họ. Ivan Anisimov, 21 tuổi, tự hỏi liệu Nga có thể không tiến thẳng về phía Hrodipka hay không, vì địa hình đồi núi dễ phòng thủ hơn. Về lực lượng Nga, Ivan nói, họ nghĩ họ vượt trội hơn, văn hóa của họ tốt hơn. Điều đó không đúng, chúng tôi chỉ muốn sống cuộc sống của mình. Nga chấp thời cơ tiến công Điện Kremlin nói rằng các tỉnh phía đông Ukraine là một phần của nước Nga lịch sử. Năm 2022, quân Nga kiểm soát phần lớn tỉnh Lugang. Một trong những mục tiêu quan trọng của Nga trong cuộc xung đột là tiếp cận biên giới hành chính của tỉnh Donetsk. Mục tiêu này dường như là bất khả thi, Tuy nhiên giờ đây, một loạt thành phố tiền tuyến của Ukraine bất ngờ gặp nguy hiểm khi các đơn vị chiến đấu của Nga tiến công mạnh với sự yểm trợ của các máy bay thả bom lượn sát thương. Các tướng lĩnh Nga đang sử dụng chiến thuật quân sự cổ điển của Liên Xô từ Thế chiến hai. Họ đang cố gắng bao vây quân đội Ukraine trên nhiều mặt trận. Việc kiểm soát Ocheretine đồng nghĩa với việc Moscow có những lựa chọn thuận lợi hơn. Nga có thể đẩy về phía tây qua Hrodipka tới thành phố Pokrov một căn cứ quân sự quan trọng của Ukraine hoặc lực lượng nga có thể tiến về phía bắc nếu nga chiếm được thành phố Chasipja, họ có thể đồng thời tiến quân từ phía nam cắt đứt một phần lớn lãnh thổ Ukraine. Hiện tại lực lượng Ukraine vẫn nỗ lực bám trụ ở Chasipja, nhiều tháng bị bắn phá đã biến những khu căn hộ nhiều tầng ở đây thành những khối cháy đèn. Trong khi đó, nga đã tới vùng ngoại ô phía đông của thành phố, giao tranh ác liệt vẫn tiếp tục. Nếu Chazipja thất thủ, Moscow có thể tận dụng vị trí trên cao này để tấn công một loạt thành phố quân sự lân cận của Ukraine, Kostiantinivka, Kramatok và Slovian. Đây là nơi sinh sống của hàng chục nghìn dân thường, cũng như là nơi tập kết của nhiều quân nhân Ukraine. Tương lai của vùng Donbass ở miền đông Ukraine dường như ngày càng ảm đạm. Phó Cục trưởng Cục Tình báo Ukraine Vadim Skibitsky đồng tình với quan điểm rằng việc Moscow kiểm soát Chashivja chỉ còn là vấn đề thời gian. Về mặt quân sự, thị trấn vẫn là một trong những chốt phòng thủ quan trọng, tăng cường hỗ trợ hậu cần và kỹ thuật cho các lực lượng chiến đấu Ukraine đang hoạt động trong khu vực này, ông Skibitsky cho biết. Vấn đề quan trọng giờ đây là Nga có thể sẽ biến xung đột tại khu vực này thành một chuỗi các hành động tấn công và gây áp lực liên tiếp. Sự sụp đổ của một trong những lớp phòng thủ của Ukraine như hệ thống hậu cần sẽ gây ảnh hưởng lớn đến hàng phòng thủ chung nơi tiền tuyến quan chức tình báo Nga nói thêm. Về mặt chính trị, việc quân đội Nga kiểm soát được Chashivja, nơi từng được Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky gọi là một pháo đài bất khả xâm phạm, sẽ giáng một đòn tâm lý mạnh mẽ vào tinh thần quân đội Kiev. Việc Ukraine thất thủ tại Chashivja cũng giống như trong trận chiến cớt thời thế chiến hai. Cuộc chiến vẫn sẽ tiếp tục, nhưng quân đội Ukraine sẽ phải rút lui và chịu thất bại tại khu vực donbas. Đó là lý do sự sụp đổ của Chashivja sẽ là một bước ngoặt của cuộc xung đột chuyên gia quân sự Oleg Glazunov, Phó giáo sư ngành phân tích chính trị và tâm lý xã hội thuộc Đại học Kinh tế Nga Plekhanov nhận định. Tại một trại huấn luyện trong rừng, Trung úy Andriy Todorov lý giải những thất bại gần đây của Ukraine. Ông cho biết lữ đoàn Rubis của ông, một phần của lực lượng vệ binh quốc gia, từng khai hỏa hệ thống M933A1 120mm của Mỹ. Tuy nhiên, vào tháng 6 năm 2023, số đạn pháo đã hết và không được cung cấp thêm Chúng tôi giữ lại ba chiếc cho một mục tiêu đặc biệt, lính của tôi không nhận được thêm đạn dược Mỹ nữa. Tôi hy vọng chúng tôi vẫn nhận được một số đạn dược. Chúng tôi đang làm mọi thứ có thể để giữ vị trí của mình và giữ phòng tuyến, ông Todorov nói. Sự chậm trễ kéo dài 6 tháng trong việc viện trợ quân sự của Mỹ cho Ukraine do mâu thuẫn trong nội bộ Mỹ đã khiến Ukraine phải trả giá đắt. Tình huống đó đã cho phép Nga giành lại thế chủ động chiến lược sau thất bại trong cuộc phản công của Kiev vào mùa hè năm ngoái những lô hàng viện trợ quân sự mới đầu tiên của Mỹ đã đến Ukraine như một phần của gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD. Chúng bao gồm đạn pháo và tên lửa tầm xa, nhưng sẽ phải mất vài tuần để các vũ khí và trang thiết bị có thể đến được tiền tuyến với số lượng lớn. Nga đang di chuyển khá chậm, nhưng họ vẫn đang di chuyển, đó là một vấn đề. Volodymyr Chekniak, một chỉ huy của lực lượng vệ binh quốc gia, nói. Chagniak cho biết binh lính của ông sẽ có thể bảo vệ thành công các vị trí nếu các quốc gia phương Tây cung cấp cho Ukraine đầy đủ đạn dược và máy bay chiến đấu F-16, cùng với các hệ thống phòng không có thể bắn hạ máy bay chiến đấu của Nga. Không có chúng, chúng tôi phải chiến đấu với tên lửa của họ bằng bộ binh của mình. Đó là một điều vô nghĩa, chỉ huy Ukraine nói thêm. Một quan chức an ninh ở Kiev tuần trước cho biết tình hình rất khó khăn nhưng không đến mức thảm khốc theo Jack nghĩa quân đội Nga đã thích nghi sau thất bại trong việc kiểm soát Kyiv hồi năm 2022, nên đã đẩy mạnh sản xuất máy bay không người lái. Nga hiện có số máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất nhiều hơn hai hoặc ba lần. Chúng bay liên tục, kể cả vào ban đêm. Ông nói điều đó có nghĩa là việc tiếp viện cho các vị trí ở tiền tuyến và luân chuyển quân trở nên khó khăn hơn. Nga cũng sẵn sàng triển khai số lượng lớn binh lính và xe bọc thép trong những cuộc tấn công tốn kém vào tháng 3, sau khi mất áp ca, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố rằng 1.900 km công sự phòng thủ đang được xây dựng trên khắp đất nước. Tuy nhiên, tại Ocheretine, các lữ đoàn Nga đã vượt qua các tuyến phòng thủ mới này. Chekniak cho biết binh sĩ của ông có kỹ năng đặt bãi mìn, nhưng quân đội Ukraine thiếu các đơn vị công binh chuyên dụng như của Nga để xây dựng các bong kè và chiến hảo nhanh chóng sau mỗi km tiến quân Chúng tôi không có đủ người để làm việc này, ông nói. Một sĩ quan vệ binh quốc gia khác của Ukraine, thiếu tá Maxim Taran, chỉ ra rằng Nga không tự mình chiến đấu mà có các nước khác hỗ trợ về tên lửa đạn đạo, phụ tung kỹ thuật và máy bay không người lái tự sát. Đúng, chúng ta sẽ thắng cuộc chiến này, nhưng điều đó phụ thuộc vào phương Tây. Còn riêng chúng ta, chúng ta sẽ phải mất 100 năm để làm được điều đó, ông nói. Một số nhà quan sát tin rằng triển vọng của Ukraine sáng sủa hơn những gì thể hiện trên thực tế cựu Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Andriy Zagorodnyuk cho biết, tôi không nghĩ tỉnh Donetsk đã mất. Điều đó còn phụ thuộc vào thời điểm thiết bị được chuyển đến. Nếu chúng tôi nhận được loại đạn này, chúng tôi chắc chắn có thể ngăn chặn Nga và gây tổn hại đáng kể đến năng lực của họ. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi chương trình Cuộc sống hôm nay của chúng tôi. Nếu quý vị thấy thông tin bổ ích và thú vị, xin hãy đăng ký và nhấn chuông thông báo để cập nhật thông tin trong những chương trình tiếp theo.